Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ôi 173 máu này. Đậu xanh này bạn ơi. Lên bảng đếm số luôn nhé. Ok anh em, khá là dễ dàng. Nó có súng tiểu liên MP5 các bạn ạ, cũng được, cũng ổn nhá. Lấy tạm khẩu này xài nha anh em. Ok này, tuyệt vời. Vứt súng lục ra ngoài này. Let's go. Đây các bạn ơi, mình chạy thẳng lên phía N rồi nhá. Hello mọi người. Ok các bạn ơi. Ôi hầm sắt đấy hả? Hầm sắt thì kẹo không có cần đâu. 120 viên đạn đầu trận là cũng ổn rồi. Đây qua phía này, đây câu thôi. Mỗi tội là bây giờ thì kẻ vẫn đang dùng cái ba lô 2 nhá. Nếu mà kéo được ba lô 3 thì ngon đấy. Anh em thao hộp là lượng đồ. Đấy, ba lô 3 lượng đồ thoải mái luôn. Đấy câu nào mọi người ơi. Có bên này coi. Wow, mình sẽ lên phía trên nhé. À, không có ai. Hơi buồn. À đây à, đây à, tưởng không có ai. Ui, đây à, tưởng không có ai cơ. Ok mọi người, ngon lành cành đào ấy chứ. Tha hồ đồ để mà lượm nhá. Thêm đạn súng tự liên này. Có lẽ là mình cũng sẽ cần lượm thêm máu anh em ạ. Máu tầm này hơi ít này, ok. Let's go thôi. Còn lại 21 người chơi nữa mà thôi. Tiếng chân khá gần các bạn ơi. Tiếng chân khá là gần nhá. Tiếng chân khá là gần nha mọi người. Vỡ đầu này. Ok anh em. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn nhỉ. Có chảo chơi mông các kiểu này. Tuyệt vời ông mà trời. Đây. Kẹo vừa để cái nòng súng 3 ở ngoài đấy. Xíu nữa mà cần thì mình sẽ đổi qua nòng súng 3 nha các bạn ơi. Quan trọng là bơm máu thế nào. Bơm cho nó full máu, chơi game cho tự tin các bạn ơi, let's go. Rồi nhé, full máu rồi nhé. Đây. Tầm này thì kẹo sẽ lên trên cánh đồng là vừa nha các bạn ơi. Lên luôn. Ui đứng hình. Đậu xanh này anh em ạ. Game Free Fire dạo này hay bị đứng hình quá cơ. Mỗi lần đứng hình là anh em sẽ phải tắt màn đi bật lại này, nó rất là phiền phức. Hơi chán nản anh em ạ. Đây, kẹo của máu phun rồi. Đây, câu thật anh em ơi, lại phải chạy lại này. Cứ đứng hình mãi thế, ai chơi hả anh em ơi, chán quá. Đây, kẹo lên trên phía cái đâu rồi nhé mọi người ơi, lên luôn. Chứ kẹo đâu có ngại gì đâu. Anh không nhuộm tóc nữa em ơi, và anh nhuộm đen rồi em ạ. Ok nào mọi người. À, ngoài này còn một cái nâng giáp này. À, mình sẽ qua để xem lượm nâng giáp nha anh em. Đấy. Xem nào. Nâng giáp không có mìn này. Ok, lượm thôi. Tuyệt vời nhé, đã có được giáp chống nổ rồi các bạn ơi, lên giáp trắng rồi nhá. Lên giáp trắng thì phải gọi là quá là ổn rồi nha. Quan trọng là bây giờ chúng ta chỉ cần là kiếm thêm mạng thôi. Đấy. 17 người chơi nữa cả, cố gắng kiếm 10 kill tốc 1 là ok rồi. Trên này không có ai này. Có bên này coi. Có thể là kẻ sẽ vào thử UAV coi. Vì là anh em vào UAV thì kiếm người nó khá là dễ đấy. Ok ok. Qua luôn nào anh em ơi. Đây kẹo sẽ qua phía UAV nha các bạn ơi. Wow. Phía dưới có ngay một đứa này. Đây mình đang đến gần hơn với chỗ của nó rồi nhá. Ui phía sau kẹo cũng có người này có xe à. Hơi ca anh em ơi. Xe này hả? Đứng lại em ơi. Ui hai xe luôn cả.
Ghê vậy. Ghê vậy. Ui, ghê vậy bạn ơi. Lên bảng điểm số nhé bạn. Vào đây. Ui, lại bắn nhau nữa hả? Căng vậy anh em ơi, đây. Kẹo qua ngay nhé này. Ui dồi ôi em ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi nào? Làm gì vậy em ơi nào? Mình tính chạy với anh à? Tính chạy với anh hả? Lên bảng điểm số này em. Mạng thứ 5 dành cho si kẹo này. Nó lại tuyệt vời quá nhỉ anh em ơi. Ok, khá ổn. Lượm thêm đạn súng trường nhé. Đây, thêm đạn súng trường nữa này. Tầm này là ổn cho nha anh em. Với bom keo này. Bom keo thì mình vẫn muốn lượm thêm bom keo nhé. Lượm thêm 3 quả nữa này. Ok, ngon lành nha các bạn ơi. Và kẹo chạy xuống phía dưới để kill nó một đứa nữa này. Ui, có xe chạy này. Có xe máy chạy hả? Ui, lên bảng điểm số nha em ơi. Tuyệt vời. Mạng thứ 6 dành cho sĩ kẹo nhá. Thế là mình cho chúng nó lên bảng điểm số cả rồi anh em ạ. Ok ok, chơi game một cách cẩn thận nào các bạn ơi. Rồi nha anh em, bỏ cái băng đạn 2 ra ngoài này. Tất nhiên là chúng ta sẽ chạy qua xem là thính này có gì nhá. Vâng, hiện tại thì kẹo đang có đó là 13 mắt xem này. Quầy gô ra. Ổn. Có súng này chơi đã đừng hỏi các bạn ơi. Ok let's go. Mình nghĩ là có một thằng ở phía dưới này, nó chưa chạy đâu anh em ạ. Đấy đấy, nó vừa gọi thính nữa mà. Mình vừa thấy đây nó có một cái ký hiệu chớp chớp anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi nào. Chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Lên bảng đếm số luôn nha em ơi. Tưởng là chạy với kẹo mà dễ ạ. Ủa đây hả? Đây có người nữa các bạn ơi. Ủa đậu xanh. Làm gì nhau bạn? Có giỏi xếp một cái đây bạn ơi. Mình nhiều bom keo mà mình ngại gì đâu. Hay bạn ơi, mình lại phải ngại bạn cơ. Ok các bạn ơi, mình lại phải ngại nó cơ. Quấn máu cho full rồi nhé. Nào, làm gì nhau bạn ơi. Làm gì nhau bạn ơi nào. Mình lại phải ngại bạn cơ. Mình lại phải ngại bạn cơ. Ui, mình lại ngại bạn quá nhỉ. Đậu xanh này. Lên bảng điểm số nhé em. Ok mọi người. Ui, tranh thủ lựa thêm một xíu đâu này. Nó lại ngon lành quá nhỉ các bạn ơi. Túi máu với lại bom keo thì tha hồ rồi nhá. Đây, mình sẽ cuộn máu cái đã. Xong là vứt bớt đi lượm thêm đạn súng tiểu liên các bạn ạ. Nào, đây tầm này là ổn rồi. 10 bom keo các bạn. 10 bom keo là quá ok rồi nha anh em. Wow, lại có xe hả? Chắc là mình nên ngồi tạm ở đây. Có bên này coi. Tiếp tục săn mạng nhé mọi người ơi. Chị nữa à? Ui, chạy xe mà chắc hẻm ơi. Chạy xe mà chắc hẻm ơi. Ui, nó chạy nhanh quá anh em ạ, mất dấu rồi. Mất dấu rồi nha mày. Lên bảng điểm số nha. Ok mọi người. Ui, bắn nhau ghê vậy. Bắn nhau ghê vậy anh em ơi. Phía trên cũng có người mà phía dưới cũng có người luôn nhé. Pha này hơi gắt rồi các bạn ạ. Qua để coi. Đang chạy à? Đang chạy à? Ui, đang chạy hả mơi. Đang chạy hả mơi. Ui, lên bảng điểm số nha. Kẹo đứng tạm ở đây và chờ một đứa trong nó chạy ra anh em ạ. Có một đứa ngay phía 150 nha. Ok mọi người. Đây, kẹo đang chờ nó chạy qua nhé. Qua đây đi em ơi. Nó chưa chạy qua nữa anh em ạ. Uầy, kẹo ngồi tạm đây nha anh em.
Để coi xem. Các bạn là khá là hồi hộp này. À, bây giờ thì mình đã có được 10 kill rồi. Nó lại hồi hộp quá nhỉ anh em. Ok. Qua tạm phía này. Đây xuống nha các bạn ơi. Lượm thêm đạn xuống trường này. Khá ổn. Quan trọng là bây giờ chờ người nào chạy qua đây anh em ạ. Để mình sẽ kill chúng nó luôn nhé. Ok ok. Vòng qua bên này coi. Đây rồi, nó đang chạy này các bạn ơi. Nó đang chạy này các bạn ơi. Ui, đang chạy hả? Đang chạy hả em ơi? Mày chạy với anh à? Lên bảng đếm số luôn nhé. Vào đây. Mình mau chóng chạy qua để mình sẽ lượm thêm đạn xuống trường mà các bạn ơi. Không là sợ cuối trận lại không đủ quẩy này. Ok, let's go thôi. Mình một kill rồi. 4 mạng nữa là mình có thể giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu đó nha anh em. Trận này hơi căng đấy nhé. Cố gắng top 1 lần nào anh em. Wow. Mấy cái khu này thì kẹo đâu thấy ai chạy bo đâu. Ui phía trên. Phía trên anh em ạ. Đứng tạm có máu lần nào. Ui. Bắn căng vậy e chơi. Bắn căng vậy e chơi. Ui. Bắn căng vậy e chơi. Lên bảng điểm số nha bạn. Ok này các bạn ơi. Cuốn cho full máu và let go thôi. Còn lại ba mạng này. Khả năng cao là nó ở quanh khu này cả này. Wow. Mình ngồi đây gần bo anh em ơi. Ok ok. Mình sẽ chạy thẳng qua bên này nhé. Đấy. Cứ chạy tạm qua mấy cái gốc cây đã là ok anh em ạ. 10 bom kẹt quá ổn rồi, ngại gì. Đây rồi các bạn ơi. Chạy thẳng một mạch qua bên này luôn nhé. Còn hai đứa nữa cơ mà. Đây đây. Đứng tạm đây các bạn ạ. Đây kẹo sẽ ngồi đây để canh các bạn nhá. Xem nào anh em. Wow. Chờ bo thu thôi chứ biết sao giờ nữa hả các bạn. Ok ok. Chờ bo thu thế nào các bạn ơi. À đi rồi. À đi rồi em ơi. Ui. À đi rồi các bạn ơi. Đậu xe này. Ui. Đậu xe này em ơi. Lên bảng điểm số nha các bạn. Đây đứng tạm ở trong đã nha. Cột máu nào. Tưởng là nó không thấy mình, ai ngờ nó đã thấy mình rồi các bạn ơi. Nòng súng 3 và gỗ da này. Đấy. Phía dưới kẹo chưa thấy ai cả đâu. Thôi kệ vậy, từ từ nhá. Qua thôi nha em. Phía trên tầm này chắc là cũng chẳng còn ai đâu. Mình không nghi ngờ ở phía trên anh em ạ. Uầy. Bo thu pha này hơi gắt nhé. Ok anh em. Nó thu tận sông. À quên, tận sang bờ sông bên kia cả. Hơi căng mọi người ạ. Bờ sông bên kia có ai đâu. Khả năng cao là nó ở ngay cái phía 330 anh em ạ. Chuẩn bị là 330 có người nhé. Mình cứ dựng đây mình canh phía sau coi. Ui, 10 giây nữa bắt thu lại rồi. Căng vậy ai chơi hả anh em ơi. Ui, pha này hơi gắt rồi nhé. Quá căng mọi người ơi. Chờ bo thu thế nào. Cứ gắt như này ai chơi hả các bạn ơi. À đây rồi, tưởng gì. À đây rồi, tưởng gì em ơi. Tưởng gì hả bạn ơi. Nào, phía này à. Phía này hả. Ui, phía này hả. Phía này hả. Ok này. Tung 1.14 kill này, quẩy thôi em ơi. Trời ơi, tuổi gì em ơi. Nào, quẩy thôi nào các bạn ơi. Úi giời ơi, nào. Trời. Quẩy thôi em ơi, bơi nào. Tung 1 với 14 kill nhé. Anh em thấy ghê chưa. Ok các bạn. Quá ổn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.